consolidation IPA Ở bài này chúng ta sẽ ôn tập lại các từ vựng unit 3 và unit 4 We have home cone bone rope cube mute mule cute tube tune June rule, bay, may, pay, say, mail, tail, nail, sail, day, hay, wait, rain. ở đây các bạn sẽ cần ôn lại từ nghĩa của những từ này và cũng như là cách viết IPA của những từ này bài tập về nhà của các bạn sẽ là các bạn sẽ chọn ra cho thầy ở đây chúng ta có 24 từ thì các bạn sẽ chọn cho thầy 12 từ để viết IPA và 12 từ còn lại các bạn sẽ dùng để đặt câu và sau khi các bạn đặt câu với những từ các bạn chọn ra thì các bạn sẽ cần phải xác định chủ ngữ as động từ v hoặc là to be m e r và tân ngữ nếu có và các bạn sẽ gạch chân đánh dấu những cái thành phần này ở trong cái ở dưới cái câu mà mình đặt nhé. Thì ở đây thầy có ghi ra IPA cho các bạn. Để chúng ta về nhà sau khi hoàn thành bài tập rồi thì các bạn có thể kiểm tra kết quả ở đây. Và ở đây có một vài cái chỗ lưu ý nha. Đầu tiên là âm o. Home âm o sẽ viết như thế này. Và một vài cái âm đặc biệt như chúng ta đã gặp âm đây là âm cone bắt đầu bằng âm k. Thì chúng ta không viết letter c cho IPA mà phải là K, k. À, tương tự cube cũng vậy, ha? âm U ở đây có dấu hai chấm và Q. This one. À, right, chúng ta có June. Đây là âm U June, không phải là U nữa, nên chúng ta sẽ viết như sau. Và June bắt đầu bằng âm J. Thì đây là cách viết API của âm J. Nó hơi đặc biệt một xíu, nha các bạn sẽ cần phải để ý cái này và một vài âm ở đây các bạn có âm đây là weight, là âm a này hay cũng là âm a. Những từ đây, sell nail, tail, mail cũng có âm a nhưng mà có âm đuôi là l nên chúng ta sẽ đọc là el, mail, tail, nail âm a mà thêm âm l ở đuôi thì sẽ đọc là el. Ok. Nhắc lại nhé, bài tập về nhà các bạn sẽ ôn tập lại các từ vựng của unit 3 và unit 4. Và các từ ở đạo ở unit 3 và unit 4, mỗi bài các bạn sẽ chọn một nửa để viết IPA và một nửa còn lại để đặt câu. Và sau khi đặt câu xong rồi thì các bạn sẽ xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ hoặc là to be nếu có cho câu đó nhé.